Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây là đơn hàng đi ngày 26 tháng 5 nha cả nhà. Đó, 26 tháng 5 của em. Đây là hai thùng hàng em ship lên cho khách em ở xịt ở trên Sầu Riêng nha. Thì đây là cái thùng sâu 2 chấm nha cả nhà. Đây. Sâu 2 chấm Emametin. Emametin thì cái dòng này nó quản lý được những cái đối tượng ví dụ như là sâu kháng nè, sâu dẻ bùa, sâu xanh, sâu tơ, bọ trĩ, nhện đỏ. Sâu ăn lá, sâu cuốn lá, sâu đục thân, diệp sáp. Đây, thì cái dòng này thường là em sẽ sử dụng để làm chất nền, phối thuốc. Ví dụ như là anh em có thể sử dụng nó để mình phối với thuốc gầy, thuốc sâu các loại khác. Đó, để thuốc nhện nữa nè. Để nó sẽ giúp cho cái thuốc của mình tăng cái hiệu lực thuốc, tăng cái độ bám dính và hạn chế bị kháng thuốc. Đó, một chai như vậy là anh em pha được 2 phi nè, 400 lít nước. Còn đây là một thùng Tanta nha cả nhà. Đây, Tanta 25EC. Thì cái dòng Tanta này, cái hoạt chất của nó là bifenrin nha. Đây, hoạt chất của nó là bifenrin. Và cái hàng này là được nhập khẩu từ Indo nha cả nhà. Đây. Đó, cái chai này thì anh em có thể quản lý được là kiến nè, kiến đỏ, kiến đen, quản lý kiến, quản lý diệp sáp đó anh em. Rồi ngoài ra thì mình còn quản lý được xua đuổi ruồi vàng nè, muỗi nè, mọt đục cành, sâu đục thân, sâu xanh da láng hay hoặc là bọ xích mũi hải điều. Đó, một chai như vậy nếu anh em nào xịt phi á, thì mình pha cho 300 lít nước. Còn nếu anh em nào xịt bình á, là mình pha cho 5 bình 25 lít. Đó, và cái dầu ở bên trong đây là 25EC không nóng nha cả nhà. Bởi vì cái dầu này là được làm từ dầu thực vật nha. Không nóng nha anh em. Đó, anh em cứ yên tâm mình xài. Anh em nào mình muốn quản lý kiến để quản lý cái đối tượng diệp sáp trên cà phê, mít hay hoặc là sầu riêng. Đó, anh em lấy cái dòng này mình phối thêm cái dòng đặc trị diệp sáp nữa là quá tuyệt vời luôn. Còn đây là một thùng Trico Đẹp Ma nha anh em. Đây, đây là một thùng Trico Đẹp Ma em chuẩn bị ship cho khách nhà em đây. Thì Trico Đẹp Ma bên nhà em là Trico Đẹp Ma Đại học Nông Lâm nha. Đại học Nông Lâm. Đó, thì cái thành phần đăng ký rất là chuẩn nha anh em. Đây, thành phần đăng ký là vi sinh vật phân giải cellulose 10 mũ 6. Ngoài ra thì trong cái thành phần nguyên liệu còn bổ sung là bacillus để mình phòng ngừa tiến trùng nè. Đó, và Trico Đẹp Ma nè, 10 mũ 6 để và vi sinh vật phân giải phosphor, phân giải protein, xạ khuẩn, nấm men, nấm sợi đầy đủ. Và cái dòng này thì nó giúp cho là bảo vệ hệ rễ, kích thích cây kháng nấm bệnh, tiến trùng, sự xâm nhập vi sinh vật có hại vào bộ rễ cây trồng, ví dụ như là Hyzoptonia, Fusarium, Phytophthora gây nên bệnh vàng lá thối rễ đó anh em, lỡ cổ rễ hay là nứt thân xì mũ đó. Ngoài ra thì cái dòng này nó còn giúp phân hủy gom gạ, sát bã hữu cơ, cải tạo và nâng cao phẩm chất đất, bổ sung vi sinh vật có lợi cho đất, tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật cố định đạm, phân giải lăng phát triển, phục hồi, kích thích sự tăng trưởng cho bộ rễ cây trồng. Mình có thể kết hợp với phân hữu cơ để có tác dụng cải tạo đất tơi xốp nè, chất mùn nhiều hơn, tăng mật độ vi sinh vật có ích, tăng độ phì nhiêu của đất. Chuyên dùng để ủ phân, sát bã hữu cơ, bã bùn mía. Thì một ký như vậy nếu anh em nào ủ phân á, thì mình có thể trộn đều cho 2-3 khối giá thể nha cả nhà. 2-3 khối giá thể. Đó, và trên đây nó có liều lượng để chúng ta có thể tham khảo để mình sử dụng cho nó đúng cái liều lượng ha. Rồi, đây là một thùng 26kg nha anh em. Một thùng 26kg. Anh em nào có cần á, thì bình luận lại, em sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn. Còn đây là 15 gói bim Mỹ chuẩn bị lên đường phục vụ cho khách lúa nhà em ở Long An. Thì khách này á, là mua hàng bên Úc thì nói nôm na ra từ lúc Úc mới bán hàng online cho đến bây giờ luôn. Là hợp tác với Úc cũng 2-3 năm rồi anh em. Đó, thì cái dòng bim Mỹ bên nhà Úc là cái hoạt chất Chiziclazon nha. Và cái nguyên liệu này là nguyên liệu của Ấn Độ luôn. Cho nên là anh em xịt bao cho anh em không cháy lá. Đó, nó quản lý về đạo ôm lá, đạo ôm cổ bông, vàng lá chín sớm. Cực kỳ hiệu quả luôn. Đây, rất là ok nha. Thì thường thường là mình xịt đạo ôm mình kèm thêm khuẩn nha anh em. Thì em kèm khuẩn Koyoma hoặc chất là Ninamycin 3SL cho khách nhà em phối. Cái chai này xịt ngoài việc nó phòng trị khuẩn nấm thì nó còn giúp cho cái vàng lá của mình cực kỳ xanh. Đó. Còn đây là những cái sản phẩm chuyên lúa đây. Kali đen, vô gạo nhanh và lớn đọc dài bông.
Đó, khách nhà em xài vụ này qua vụ kia là rất là ok và rất là thích cái dòng sản phẩm này. Còn đây là cái sản phẩm Hanowin. Hanowin thì nó là hexaconazole 10%. Đó, cái chai này thì anh em nếu mà xịt ngừa mình pha được 20 bình. Còn xịt đặc trị là mình pha được 10 bình nha anh em. Đó, cái dòng này thì nó sẽ quản lý được những cái đối tượng ví dụ như là gỉ sắt, tháng thư, khô vàng, lem lép. Đó, rồi ví dụ như là nó sẽ trị những cái đối tượng ví dụ như nấm hồng trên cao su nè, cà phê hay hoặc là sầu riêng đó. Và cái dòng Hanovin này khi anh em xịt phòng trị nấm bệnh, cái bộ lá nó rất là xanh dày mướt nha anh em, nó xanh dày mướt lá cực kỳ luôn. Còn đây là dòng xông hơi đó, để bổ sung cho cái combo phòng trị các cái đối tượng ví dụ như là gầy xanh, gầy trắng, kiệp sáp, bọ trĩ, sâu giá bùa, ruồi vàng, mũi hành đó, sâu đục thân, sâu cuốn lá, được hết nha cả nhà. Một chai như vậy là 10 bình giùm em. Một chai 10 bình. Đây. Còn đây là Guido M720 bên nhà em với hoạt chất là mangozeb và metalaxy. Thì cái dòng này nó cũng là nguyên liệu của Ấn Độ nha anh em. Đây. Nó là sản phẩm được nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ. Thì cái dòng này nó quản lý được những cái đối tượng ví dụ như trên lúa thì nó quản lý được là đạo ôn, vàng lá, bạc lá, đốm sọc, lem lép. Còn trên rau màu cây ăn trái thì nó quản lý được cái vấn đề như là thối nhũng, thối nõn, nấm hồng, gỉ sắt, tháng thư, xì mủ, rồi đốm mắt cua, đốm trắng, thối trái, nấm hồng, chết nhanh, chết chậm, chết ẻo cây con, thối gốc, thối rễ, lỡ củ rễ luôn nha cả nhà, xương mai luôn đó. Nứt thân xì mủ ở trên rau màu luôn nha cả nhà đó. Và cái dòng này thì anh em có thể pha nước mình tứ gốc để phòng ngừa cái bệnh héo rũ, héo xanh nè. Đó, chết cây con. Một gói như vậy là mình pha được 2 bình 25 lít ha. Hoặc là anh em nào pha phi á, thì mình pha được 100 lít nước. Đó, một gói như vậy là 100 lít nước. Rồi quý anh em nào mình quan tâm đến sản phẩm gì thì mình cứ để lại bình luận phía dưới, em sẽ tư vấn cho anh em nha. Đây, vô mùa mưa thì cũng không thể thiếu được cái sản phẩm là trợ lực thẩm thấu loang trải bấm dính bên nhà em nha cả nhà. Một chai như vậy là mình pha được 1 phi 200 lít nước hoặc là 5 bình 25 lít nè. Đó. Nó vừa là trợ lực thẩm thấu loang trải bám dính luôn. Thì mùa mưa này là không thể thiếu được cái sản phẩm này trong kho thuốc ha anh em ơi. Đó. Cảm ơn quý anh em đã quan tâm theo dõi Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ trong suốt thời gian vừa qua. Anh em nào cần sản phẩm nào mình cứ để lại bình luận, Út sẽ tư vấn cho anh em nha. Cảm ơn quý anh em.